Hoàng ở chùa nào? Ấn Quang ở 243 Sư Bằng Hạnh. Dạ dạ, chùa Ấn Quang chứ không phải chùa Xá Lợi. Dạ dự là chùa Xá Lợi nhưng mà thầy chùa Lợi biết ở ngoài rồi. À dạ dạ, cảm ơn anh. Nãy em qua chùa Xá Lợi á, dạ, cái không thấy dạ, cái trên mạng báo cái địa chỉ á về nhà, nhưng mà may quá giờ gặp bà được qua chùa Ấn Quang. Dạ, qua chùa. Dạ, tụi em mến mộ á. Dạ, thấy xúc động quá, đứng đốt nén nhang. Dạ, cái chạy qua rồi đó. Nhưng mà chắc chiều nay bắt đầu đón khách, tiếp dạ, khách dạ, rồi đúng không? Dạ, dạ, dạ. Ờ, đây là những bà con cô cháu đệ tử rồi ha. Dạ, dạ. À, vậy bà ở chung cư? Căn hộ này bà ở hơn tới khu sở là trước giải phóng. Ôi, tới giờ luôn. Rồi con cái đồ về đủ không? Thì bà thì có cá con nuôi. Dạ. Dạ, với lại em cháu rồi. Dạ. Là mất ở bệnh viện hay là về nhà? Ở nhà, bà không có đâu đi bệnh viện đâu. Bà à, ở nhà tự uống thuốc, tự điều trị. Đúng rồi. Thì trước đây thì có đi bệnh viện nhưng sau đó là bà khỏe rồi. Đúng rồi. Tôi thấy bà làm từ thiện nhiều. Dạ. Ôi giờ trên mạng á, người hâm mộ người ta vô người ta kêu buồn quá trời luôn. Giờ gõ cái từ người tiểu đuối bệnh đang lần mấy triệu lượt lít á. Bởi vì nghệ sĩ mà đi vào lòng người hâm mộ rồi là không cần phải gì hết, tự khắc à. Còn có nhiều người giàu có quan chức đâu có ai đời. Yeah. À, bà được hân hạnh là Cố Xuân Dạ Diễn Châu á sáng tác riêng bài Hoa Quỳ Trắng tặng cho bà. Bài nó nghe hay. Rồi tính thiêu hay chôn anh? Dạ quả khoái. À ở đâu? Sáng ngày 9 tháng dạ, 10 dạ, tháng lịch. Dạ. Là ngày 8 tháng 11 dạ, 2015. Dạ. Hỏa táng lúc 7 giờ đưa đi hỏa táng tại Bình Phước. Dạ dạ. Làm có chấp điếu đồ bình thường không? Dạ bình thường. Dạ. Xong rồi cũng nói chung cái làm từ thiện. Thiện. Ủa anh là sao quý bà? À, ông nội của mình á. À. Ông nội của mình ngày xưa á. Dạ. Bạn hát chung với bà. Ồ. Ông nội mình mất cũng lâu rồi. À, thì mình với bà thì cũng rất là thân tình. Dạ. Bà cũng thương lắm. Dạ. Dạ. Rồi mình anh thì không có làm trong cái giới nghệ sĩ. Ủa sao vậy? Không phải nghệ sĩ. Có ông nội là theo nghề hát mà. Dạ đúng rồi. Dạ chính quyền à, dạ là mến mộ. Dạ đúng rồi. Dạ ok. Ồ hay quá. Thôi vậy mình đi nha, đi theo dạ, qua dạ, bên dạ, chùa à. Ok cảm động lắm rồi, thôi chia buồn cùng gia quyến nha. Ok. Beep, 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 beep.